quy trình sau khi những cây kìm Guiha được dập nóng từ nhà máy và bắt đầu tiếp tục đến những công đoạn tiếp theo để có thể ra được những cái thành phẩm kìm Guiha mà mọi người cầm trên tay qua rất là nhiều các bước khác nhau. Và mọi người cùng xem những cái quy trình, những cái bước tiếp theo khi mà cây kìm được đến tay mọi người các bác nhá. Đây là những cái công đoạn để có thể là khoan tạo lỗ, và sau khi khoan tạo lỗ sẽ là những công đoạn phay CNC để tạo ra những cái cây kìm cắt, kìm điện, kìm nhọn hay là những cái cây kìm mà mọi người đang cần hoặc là theo ý muốn của các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rõ từng cây kìm đều được phay CNC, và sau khi phay CNC xong thì mọi người có thể nhìn nhận thấy rõ là cây kìm nó đã lột xác hoàn toàn về mặt cảm quan, về mặt nhìn nhận, và mọi người đã có thể là phân biệt một phần của cây kìm nó hiển thị như nào. Đây là một cây kìm điện, dài một mặt của cây kìm điện dài 200mm các bác nhá. Đấy, các bác phải nhìn rõ tất cả những quy trình của nhà máy Guiha thì đều gần như toàn bộ làm bằng máy hết rồi, chủ yếu một vài công đoạn nhỏ là làm bằng tay thôi các bác nhá. Các bác để nhìn thấy rõ đây là một phần của cây kìm, ok mọi người nhá.